Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Vâng, thưa quý vị, hiện tại Canada đã bước vào mùa đông. Bây giờ đã sang giữa tháng 12, nhưng thực chất năm nay thời tiết đến muộn, vẫn chưa có tuyết rơi ở tỉnh bang Ontario các bạn nhé. Còn nhiều tỉnh thành khác thì tuyết đã rơi nhiều lắm rồi, nhưng hiện tại ở Toronto là chưa có tuyết rơi. Vâng, làn sóng người di dân từ Việt Nam đến Canada ngày càng nhiều, và ngay cả cái chuyện bất chấp của thời tiết đang là mùa đông, khách du lịch vẫn ùn ùn kéo quân từ Việt Nam sang Canada. Thường thường thì khách du lịch sẽ đến đất nước Canada vào mùa hè, và họ tranh thủ trong 6 tháng du lịch đó thì họ sẽ đi làm farm. Một công việc làm farm ở đây, cái từ farm ở đây là làm tất cả những cái công việc về làm về nông nghiệp, dành cho làm về nông nghiệp, ví dụ như là rau cỏ, tất cả những cái công việc về rau cỏ, nhổ cỏ, thu hoạch củ hành tây, củ cà rốt, hái nho, vân vân, đó gọi là công việc làm farm. Và một công việc khác nữa dành cho những người lao động chân tay và khách du lịch nhiều người cũng rất thích bởi nó kiếm ra tiền, đó là công việc đi bắt con chùn, hay người ngoài Bắc gọi là đi bắt con giun. Bởi vì công việc đó cũng chỉ là mùa hè thôi, bởi công việc này dành cho tức là họ làm về ban đêm, bởi vì ban đêm thời tiết mát mẻ thì con giun này nó mới bò lên khỏi mặt đất. Nó chỉ bò lửa người thôi, và người ta phải bắt nó, kéo nó lên khỏi mặt đất. Thì công việc bắt con chùn, con giun này á, thì nếu người nào quen làm và làm nhanh tay thì có thể là được 3 đến 400 đô một ngày, à một đêm. Vâng, cho nên rất nhiều người thích cái công việc này, mặc dù phải thức đêm. Thế thì đa phần người du lịch á, là phần lớn là những người lớn tuổi và họ không biết tiếng Anh. Cái người trẻ tuổi thì ít lắm. Bởi vì sao? Bởi vì họ còn lo học hành, họ còn lo con đường tân tiến của họ, đúng không ạ? Những người đi du lịch thường thường họ đã có gia đình và cuộc sống gọi là tương đối ổn định. Nhiều người thì có con cái đi du học bên này thì họ đi sang theo cái kiểu thăm thân nhân. Đó. Thế thì công việc làm farm đi và đi bắt chùn thì là thường thường được người dân Việt Nam là đi sang đây để làm vào mùa hè. Nhưng trong năm nay không cứ gì mùa hè mà ngay cả mùa đông đã bắt đầu đến rồi, nhưng khách du lịch vẫn ùn ùn từ Việt Nam qua nhập cảnh vào Canada. Ở đây thì mình cũng không hiểu vì lý do nào mà tại sao họ lại đi du lịch vào mùa đông. Có nhiều để nói về lý do này. Chẳng hạn như họ đến Canada, họ muốn ngắm tuyết rơi, bởi vì ở Việt Nam thì chẳng bao giờ có tuyết cả. Cái thứ hai là học hành, có thể họ tham quan một số trường đại học hoặc trung học cho con cái, để có thể là cho con cái đi du học, hoặc họ có bạn bè mời sang, có một công việc gì đó chẳng hạn. Có rất rất nhiều lý do mà mình không thể biết được. Thế thì trong cách đây ít ngày mình đã làm một video về vấn đề khách du lịch đến Việt Nam và bị hải quan Canada bắt giữ. Không phải là bắt giữ mà là họ coi như là không cho nhập cảnh vào đất nước Canada, và họ bắt những người này quay đầu trở về Việt Nam. Một vấn đề rất là nhạy cảm và nó đang là vấn đề sốt. Bởi vì theo như mình biết, khách du lịch ở Việt Nam đa phần nhá, chiếm tới 95-98% là họ thuê cái công ty môi giới làm thủ tục, tức là để chứng minh tài chính, nó cho từ A tới Z. Và số tiền họ phải bỏ ra một con số rất là nhiều tiền, khoảng từ 600 tới 800 triệu Việt Nam đồng. Và tính cả chi phí lu bu các khoản đi lại và mua vé máy bay nữa thì có khi là có người là lên đến cả tỷ. Bởi vậy mà đây là một con số tiền rất lớn. Bởi vậy mà nếu mà họ bị trả mà không cho hải quan Canada không cho họ nhập cảnh thì họ phải trở về Việt Nam, và có thể
khi đã bị không được nhập cảnh rồi thì cái hộ chiếu đó là gọi là hộ chiếu đã bị vào tầm ngắm rồi thì khó có thể đi được những đợt sau lắm. Thì trong cái 1-2 năm vừa rồi thì mới hải quan Canada và nhất là hải quan Việt Nam đã gây khó dễ rất nhiều cho những khách du lịch và những người đi theo cái diện hợp gọi là đi lao động theo cái tay nghề cao chẳng hạn như là 1-2 năm gì đó, và sau đó họ sẽ tìm đường chuyển sang vấn đề là định cư để lấy cái thẻ thường trú nhân ở tại Canada. Nói chung rất nhiều con đường, nhưng đây mình chú trọng hôm nay video này nói về khách du lịch, bởi vì trong ngày hôm nay mình vừa về tới đây được khoảng 1 tiếng đồng hồ, bởi vì mình phải đi đến mình phải phải ra sân bay đón 2 người bạn. Một cặp vợ chồng là người hai người bạn của mình đã từ Việt Nam bay sang Canada và bị giữ 2 tiếng rưỡi đồng hồ tại sân bay Toronto. Hải quan của Canada đã giữ họ, làm khó họ. Bởi vì sao? Bởi vì họ bị nghi vấn rằng là sang đây không phải là vì du lịch. Có rất nhiều lý do để hải quan Canada nghi vấn. Bởi vì trong thời gian vừa rồi, theo như mình biết thì chính phủ Canada đang tập trung điều tra cái vấn đề mà những cái đường dây nậu, có nghĩa là công ty môi giới ở Việt Nam và kết hợp với nhiều chủ farm và các cái chủ ở bên này để tạo thành một đường dây đưa người sang Canada bất hợp pháp. Và những người này kể cả khách du lịch một đi không trở về, có nghĩa là họ đến rồi, họ ở đó 6 tháng hết cái thời gian họ ở du lịch rồi thì họ không trở về Việt Nam nữa và ở lại đất nước Canada họ đi làm việc bất hợp pháp. Và họ chẳng hạn như là làm một cái việc gì đó, ví dụ có thể ngoài công việc bất hợp pháp ra họ có thể tìm một cách nào đó để định cư lại ở đất nước mà thế giới vẫn gọi là đất nước đáng sống nhất hành tinh hiện nay. Thì vấn đề này nó đang trở thành vấn đề rất hot, và vấn đề mà khách du lịch bị tạm giữ không cho bay ở hải quan Việt Nam, nhất là tân bay Tân Sơn Nhất, và hải quan của Canada không cho nhập cảnh rất là nhiều. Thì chính vì lý do họ đang điều tra và họ lên một cái ba lem, tức là họ hỏi những câu hỏi để kiểm chứng những người này có phải sang du lịch thật hay không. Thì qua câu chuyện ngày hôm nay mình sẽ kể đi vào sâu chi tiết như thế này. Người bạn của mình là một đôi vợ chồng cũng có tuổi rồi. Họ đi sang đây du lịch là lần đầu tiên các bạn ạ. Đây là một vấn đề khó, bởi vì hay nói một cách khác là hộ chiếu của họ chưa được đẹp lắm. Nói đơn giản, hộ chiếu đẹp là hộ chiếu như nào? Hộ chiếu đẹp là hộ chiếu đã từng đi, tức là từng đi nhiều nước rồi và không vi phạm bất cứ điều gì, và có thể đi Canada một vài lần rồi và đi đúng hẹn, về đúng hẹn, tức là không bị gì. Đó gọi là hộ chiếu đẹp. Nhưng hai vợ chồng này đây là lần đầu tiên họ sang bên đây đi du lịch. Mục đích của họ đi du lịch hoặc là sau đó làm gì không hay không thì mình cũng không biết, bởi vì thực ra hai người bạn này với mình nó chỉ là mình gọi là nói đơn giản là như là bạn bạn mình chỉ là quan hệ theo cái gọi là chưa được thân thiết lắm. Đó, mình không dùng đến cái từ xã giao mà mình nói rằng là hai người bạn này gọi là quan hệ với mình không được thân thiết lắm. Có điều đến lúc bí quá rồi, hai bạn này không biết gọi ai thì mới phải gọi mình thôi. Thế thì vào buổi chiều ngày hôm nay, bước sang đầu ở chiều thì mình nhận được một cuộc điện thoại của hai bạn gọi từ sân bay trở về rằng là bạn hãy ra sân bay giúp chúng tôi nói chuyện với hải quan, và trong khi đó bạn có thể bảo lãnh cho chúng tôi rằng là chúng tôi đến du lịch ở Canada, đến một số nơi và có thể là ăn ngủ ở nhà bạn được hay không. Đó, thì bạn có thể bảo lãnh được vấn đề đó với chúng tôi không? Thì mình không cần biết lý do gì nhiều mà chỉ biết rằng các hai bạn này nói rằng bạn phải đi nhanh đến sân bay Canada, đến sân bay Toronto. Nếu bạn không đi nhanh thì coi như là có thể chúng tôi sẽ bị quay đầu. Tức là hải quan Canada không cho nhập cảnh và bắt chúng tôi phải quay trở lại Việt Nam. Thế thì bản thân mình thì cũng không được giỏi tiếng Anh. Đây là một cái vấn đề nói thật. Và cái thứ hai thì bản thân mình cũng chưa từng coi như là
tìm hiểu sâu về những câu hỏi của hải quan Canada, họ hỏi những điều gì. Cho nên là mình cũng rất là lo lắng, lo cho hai bạn này không được nhập cảnh Canada. Nhưng mà cái vấn đề đầu tiên là mình cũng không còn để thời gian mà lo lắng nữa, thì mình quyết định coi như là đi đến sân bay Toronto luôn. Nhưng vấn đề ở đây là vấn đề rất là quan trọng, có nghĩa là người phiên dịch. Bởi vì bản thân mình không giỏi tiếng Anh mà nhờ người ở đây rất khó, bởi hôm nay cũng không phải là ngày chủ nhật, cho nên là người ta là vào cái thời điểm đó là người ta đi làm hết rồi, nhờ một người để phiên dịch mà có khi phiên dịch nhiều nữa thì coi như là khó lắm các bạn ạ. Có thể nhờ được người ta một hai lần chứ không phải lúc nào cũng nhờ được. Mà ở đây nó hoàn toàn khác ở Việt Nam. Người ta không đơn giản là ví dụ như bạn quen biết bạn ai đó cứ bộc một phát là bạn điện thoại cho người ta, cái điều đó người ta gọi là mất lịch sự. Ở đây không giống Việt Nam đâu. Họ nếu muốn nói điều gì đó với một người bạn nào đó thì họ phải nhắn tin trước. Ví dụ như là bạn ơi, bạn có rảnh hay không? Nếu rảnh tôi có thể điện cho bạn để hỏi một chút một câu chuyện, một chút xíu chuyện được không? Nếu người ta đồng ý, người ta sẽ nhắn ok chẳng hạn như vậy. Còn nếu người ta không đồng ý, người ta sẽ chưa trả lời bạn vội, và sau lúc nào đó nhàn rỗi thì họ mới nhắn tin lại. Chứ không mất lịch sự như người ở Việt Nam mình là ôi có việc cần gấp quá, hoặc là quen biết nhau là cứ thế là gọi bụp điện thoại một phát. Cái điều này mà người phương Tây gọi là mất lịch sự, bởi biết đâu đó người ta đang làm chuyện cá nhân, người ta đang làm bận cái công việc thầm kín trên giường chẳng hạn. Nhiều cái lý do mà rất là để được họ đưa ra, gọi là nếu điện thoại mà không xin phép có nghĩa là rất là mất lịch sự. Chính vì vậy mà mình đã quyết định thuê một người phiên dịch. Thì mình cũng chẳng nói gì với hai người bạn kia đâu, bởi vì thuê một người phiên dịch mà phiên dịch đột xuất là mất rất nhiều tiền. Ở đây mình nói rằng là mình không biết rằng ra đấy phiên dịch bao nhiêu lâu, bao nhiêu thời gian, nhưng mà mình khoán luôn với bạn ấy rằng là bạn phiên dịch cho tôi và lúc nào xong câu chuyện thì mới thôi. Thì bạn ra giá bao nhiêu thì tôi cũng ok, bởi công việc đang rất là gấp gáp rồi. Thì cái người phiên dịch này thì mình chỉ quen một người thôi, chứ cũng không quen nhiều, bởi vì mình ít khi sử dụng đến người phiên dịch. Thứ nhất là ngôn ngữ tiếng Anh thì mình chỉ nói được ít thôi, nhưng nếu khó quá thì mình có thể vào Google dịch đó. Thì coi như là mình ít khi sử dụng cái người phiên dịch này, nhưng mình biết cái số điện thoại này bởi vì qua một người khác giới thiệu. Thế thì mình gọi người ta và người ta ok, nhưng mà người ta nói rằng người ta đi ra đó và đi về và phiên dịch xong thì người ta lấy mình 300 đô. Bởi vì người ta nói rằng từ đây ra sân bay sao lại quay về, chẳng hạn như là một cái cuốc mà người ta như là đón đón đưa người đi ra sân bay rồi đi về đó, người ta đã lấy độ khoảng hơn 100 đô rồi. Thì cộng với cả phiên dịch đó, mà phiên dịch thì không biết thời gian bao lâu mới xong, mà phải mình ra hẹn là phiên dịch phải xong thì mới ok. Biết đâu đó thời gian nó nay kéo dài coi như đến cả một buổi chiều hay sao. Bởi vậy người ta lấy mình 300 đô. Thực ra thì với mình như thế thì nó là quá đắt, nhưng mà khi mà tham khảo thì nhiều người nói rằng là như vậy là không có gì là đắt đỏ cả. Ok, cái đó mình không nói gì đi, và mình chấp nhận là mình bỏ số tiền đó ra, chứ mình không dám nói với hai người bạn của mình, bởi vì chính người ta đang lo lắng cái vấn đề kia, mình lại bây giờ lại nói là phải mất từng ấy tiền tôi mới ra, hoặc là tôi đi thuê người cho anh chị mất 300 đô thì bạn có đồng ý không? Nó mất nhiều thời gian, và cái thứ hai nhất là tâm trạng của người ta đang rất là lo lắng. Mình không muốn cộng thêm một cái điều gì đó, bởi 300 đô đối với những người Việt Nam mà sang đây nó là một con số tiền tương đối lớn. Đi làm ở Việt Nam thì rất lâu mới có thể dư ra được một số tiền là 300 đô. Mình biết nó là như vậy. Thế khi thì coi như là mình bảo người phiên dịch đi ra luôn, và bản thân mình cũng là cấp tốc đi ra luôn. Các bạn biết không, khi đến ra đến sân bay và vào gặp hải quan thì mình hỏi han tình hình về hai bạn này ra sao, thì hai bạn nói rằng là hai bạn đến đây đi du lịch và có một người quen thân rất là thân và có công việc gấp. Mình không biết công việc đó là công việc gì, nhưng đây là lần đầu tiên hai bạn đó đến đây ấy, bởi chuyến đi này mình hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hai bạn phải nói với mình như vậy. Và khi gọi điện cho người thân thì chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ thì không có hai không nhận, tức là không liên lạc được với người thân. Bởi vậy cho nên là khi mà nói chuyện với hải quan thì
vào Google Dịch để nói chuyện với người ta, bởi vì hai người bạn đều không biết tiếng Anh. Thì vào Google Dịch nói chuyện với hải quan thì hải quan nó không chấp nhận. Nó bảo chúng tôi là kiểu như là chúng tôi không có thời gian để nói chuyện với anh chị qua cái hệ thống này. Thế là thì sau đó thì mình tới nơi và cái người phiên dịch tới nơi thì hỏi ra thì mới hiểu rằng là hai người này khi đến sân bay thì cứ kiểu như là cầm điện thoại gọi lu bu mà khuôn mặt tỏ ra lo lắng đấy. Đó thì họ nhìn thấy cái thái độ như vậy thì họ nghi ngờ. Họ nghi ngờ thì họ hỏi rất nhiều câu hỏi mà hai người này thì không biết. Thì sau người phiên dịch đến thì coi như là mới hiểu ra, tức là họ hỏi thường thường là thứ nhất là tại sao anh đi du lịch vào mùa đông? Bởi vì cái mùa này không ai đi du lịch cả, đó là một vấn đề nhạy cảm. Cái vấn đề thứ hai là coi như là đây là lần đầu tiên và hộ chiếu của các bạn là chưa đi nước nào cả. Trong khi đó khi coi như là khi người ta hỏi về tiền thì hai bạn này lại không có tiền, tức là hai bạn chỉ có 700 đô la thôi các bạn ạ. Thì mình cũng không hiểu là tại sao hai bạn này mà lại đi sang, cả hai vợ chồng mà đi sang một đất nước xa xôi như vậy mà mang trong người có 700 đô la, thì mình không hiểu lý do. Thì trên đường mà sau này mà khi được rồi á, phiên dịch nói chuyện xong rồi mà hai bạn này thoát được cái kiếp nạn này rồi á, thì trên đường trên ô tô đi về thì mình hỏi thì hai bạn nói rằng là người nhà và nhiều người nói rằng người bạn thân và nhiều người nói rằng là đi ra sân bay á là người Việt Nam mình ở đó bên cái chỗ hải quan Việt Nam là bắt đổi tiền Canada là với cái giá rất là cao đó. Cho nên là họ coi như là cái người bạn thân ở bên này bảo là nếu mà đổi cao thế thì đừng có mà đổi, cứ để tiền ở Việt Nam đó, thì coi như là nếu cần tiền dùng thì chuyển tiền Việt Nam sang cái tài khoản của gia đình nhà bạn ấy Việt Nam, còn thì bạn ấy sẽ trao tiền Canada ở bên này cho hai vợ chồng này để tiêu đấy, để tiêu xài. Bởi vậy mà hai bạn này cũng chỉ có cầm theo người chỉ có mấy trăm đô la như vậy thôi. Đó là một lý do mà cái hải quan nó nghi ngờ. Khi hỏi đến tiền hai người chỉ có 700 đô. Thì 700 đô làm sao anh có thể ở khách sạn hoặc ăn uống cái gì được. 700 đô nếu mà không vào nhà người thân mà ở khách sạn thì chỉ được độ khoảng vài ba bữa thôi. Cộng với tiền tiền ăn uống thì chỉ được độ khoảng nhiều lắm là độ khoảng 2 đêm thôi. Thế cho nên là làm sao mà với cái số tiền đó có thể bạn đi du lịch được cơ chứ. Cho nên là đó là một điểm nghi vấn cũng lớn. Ngoài ra có rất rất nhiều điểm khác mà nhờ người ta hỏi mà hai vợ chồng này không biết trả lời. Đó, chẳng hạn như câu hỏi về mùa đông. Thế sau khi có người phiên dịch ở đó rồi thì mình mới nói tiếng Việt, hai bạn này bảo là tôi đi ngắm tuyết. Mình nói nhanh như vậy một câu để hải quan nó không nghe thấy, để cho hai bạn này nói ngắm tuyết, mới lại tôi đi thăm các trường học con cái để cho con cái nó sang du học. Mình nói nhanh như vậy để hai bạn này nói để cho bạn phiên dịch cái dịch đó. Thì coi như là bởi vì mình biết rằng hai bạn này không có kinh nghiệm đối phó với hải quan, mà bản thân mình thì cũng chẳng có một chút kinh nghiệm nào, chẳng qua mình cứ nghĩ ra cái thực tế thôi. Bởi vì người ta thấy đi du lịch mùa đông rất là vô lý thì mình thấy rằng chỉ có cái lý do đi ngắm tuyết thôi, bởi vì cả cuộc đời ở Việt Nam chưa biết tuyết nó là cái gì cả, mùa này có tuyết rơi đó. Cái thứ hai là cho con cái đi du học, cái lý do rất là chính đáng đó. Còn thì bảo là tôi có tiền tôi thích đi chơi đi hưởng thụ đi lọ đi kia mà trong túi có 700 mình nghe nó vô lý rồi, thế chứ nào mà chẳng biết được lý do nào. Thế thì coi như là suốt coi như là gần 2 tiếng đồng hồ các bạn ạ, là coi như là hải quan nó chỉ tiếp vài câu nó lại bắt đứng sang một bên nhá là chờ đợi, bởi vì nó không nó nghĩ nghi ngờ cái hồ sơ này rồi. Trên mất bao nhiêu thời gian, hơn 2 tiếng đồng hồ thì người trả lời cái người phiên dịch mới giúp các bạn này coi như là có thể là trong cái lúc mà đứng ra bên cạnh đó thì người phiên dịch chính là có kinh nghiệm mới đưa ra các cái câu trả lời để cho hai bạn này nói. Đó, nói tiếng Việt thì hải quan làm sao nó nghe được. Cho nên là nói để cho hai bạn này nói để bạn ấy dịch lại cho. Chính bạn ấy đi sân bay đón người rất là nhiều cho nên là bạn ấy có nhiều kinh nghiệm. Và sau 2 tiếng đồng hồ thì coi như là hơn 2 tiếng đồng hồ thì coi như hai bạn này đã thoát, gọi là mình cứ gọi là thoát một kiếp nạn, đã được vào nhập cảnh Canada. Đấy, thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì nói đơn giản như này, nếu các bạn ấy phải quay về có nghĩa là bị hủy một chuyến đi đó, hủy một chuyến đi, mà trong khi đó lần sau mà đăng ký đi thì cái hồ sơ đã bị cái sổ, tức là đã bị coi như là người ta ghi chép vào đó những cái điều không tốt rồi, thì chắc chắn hồ sơ trong cái hộ chiếu của bạn đó lần sau mà đi thì chắc chắn cũng khó có khả năng xâm được nhập cảnh vào vào đất nước Canada lắm. Cho nên là khi các bạn ấy đến được đây rồi, đó là một điểm mừng. Thế thì ở đây phân tích rộng ra, mình chia sẻ bài viết này á, mình chia sẻ video này với lý do là qua mùa đông này sẽ có rất rất nhiều người Việt Nam đi theo con đường du lịch sang bên này, mà cơ bản sang để mà đi lao động. Bởi vì họ đã bỏ ra một số tiền quá lớn cho công ty môi giới để lấy cái visa du lịch, bởi vì công ty môi giới là họ lo cho vấn đề chứng minh tài chính, tất cả các thủ tục giấy tờ, thì bỏ ra số tiền mà trên dưới 1 tỷ là số tiền rất lớn. Và những người đi du lịch này không có con đường nào khác hơn, có nghĩa là mỗi một năm họ sẽ đi du lịch sang Canada vào mùa hè trong khoảng 6 tháng, và 6 tháng đấy cơ bản là họ sẽ đi làm farm để kiếm tiền. Đó, thì chỉ có cách đó thì mới kiếm lại được cái số tiền mà đã bỏ ra như vậy. Trên là rất rất nhiều các bạn chuẩn bị mùa hè tới đây sẽ sang rất là đông, và chắc chắn rằng với cái chính sách, với cái điều mà nghi ngờ trong có những cái đường dây mà chính phủ Canada đang coi như là truy quét cái vấn đề, đang tìm hiểu để coi như là khơi ra cái những cái vụ mà đưa người lậu sang sang Canada, thì họ sẽ hỏi rất tỉ mỉ và họ sẽ nhìn vào cái hộ chiếu là một, nhìn cái thái độ các bạn khi xuống sân bay để đi ra là hai, và coi như là các câu trả lời của bạn các bạn là ba, những cái điều đó để chứng minh rằng là bạn có phải là một người đang sang du lịch thật sự hay không, hay là bạn chỉ đến đây với tư cách là một người như là để vào đất nước của họ xong đó là đi làm bất hợp pháp. Đó, họ sẽ cố gắng để tìm ra những cái điều đó và để hạn chế tối đa cái mức người vào đất nước của họ xâm nhập bất hợp pháp, nhập đi làm bất hợp pháp. Bởi vì luật của Canada là không cho người du lịch đi làm. Cái thứ hai, họ cũng biết rằng rất rất nhiều người đang sang đây muốn tìm kiếm con đường định cư bằng con đường du lịch. Bởi vì khi họ đến du lịch xong trong 6 tháng đấy, họ sẽ có thể là làm kết hôn giả hoặc xin tị nạn, đó, xin tị nạn làm kết hôn, và có thể là xin cái kiểu như là qua công ty nọ, công ty môi giới nọ, công ty môi giới kia để chuyển sang một cái gọi là cái diện gọi là cái diện lao động gọi là work permit, tức là làm được khoảng 2 năm để sau đó là để xin xin cái thẻ thường trú nhân. Nói chung là rất rất nhiều cái con đường để người ta đến qua con đường du lịch để nhập, để xin định cư ở đất nước Canada. Và chính phủ Canada mặc dù có những chính sách cởi mở về đất nước này, cởi mở để cho người dân trên toàn thế giới đến định cư Canada, nhưng họ có quy định rõ ràng. Chẳng hạn những người xâm nhập bằng cách du lịch như vậy thì chắc chắn là tiếng Anh không biết, và nếu có biết chỉ một vài câu thôi, đa phần là như vậy, bởi họ nhiều tuổi rồi. Thế thì coi như là trong cái quy định của chính quyền Canada ấy, thì bất kể anh định cư, dù anh định cư vào đất nước Canada theo cái kiểu cách nào, thì cái tối thiểu nhất là bạn phải có cái bằng tiếng Anh, tức là 5.0. Đó, cái điều đầu tiên là cái ngôn ngữ. Bởi vì sao? Bởi vì khi anh đã có ngôn ngữ rồi, anh hòa nhập vào xã hội rất nhanh, anh có thể đi lao động luôn để đóng thuế cho nhà nước, để làm giàu cho đất nước họ. Chứ còn anh đến đây anh không biết tiếng Anh, sao anh lại ăn trợ cấp, anh gọi là làm một gánh nặng cho đất nước này, thì họ không nhận đâu. Đó, bởi vậy mà tại sao họ ưu tiên, họ mở rộng chính sách, tức là nhập cư người nước ngoài, nhưng có tất cả các tiêu chí trong đó, mà trong đó cái ngôn ngữ là vấn đề đầu tiên. Thế thì ở đây mình chia sẻ vấn đề này để các bạn hiểu rằng
Dù các bạn đi du lịch và có mục đích như thế nào đi chăng nữa, thì các bạn hãy nên chuẩn bị tất cả các câu hỏi cho nó thật kỹ càng. Đó, thông qua những người bạn đã từng đi trước hoặc thông qua những người thân ở bên Canada, các bạn hãy coi như là chuẩn bị cho mình những cái câu hỏi thật tốt nhất ở hải quan. Nếu không biết tiếng Anh thì các bạn phải liên lạc trước với cái người thân của mình rằng là mấy giờ, vào lúc mấy giờ các bạn sẽ đáp máy bay xuống sân bay nào. Và nếu các bạn không có được người thân để phiên dịch tốt thì tốt nhất các bạn phải thuê một người phiên dịch tiếng Anh. Thì ở đây các bạn thuê cũng rất dễ thôi. Ví dụ các bạn đã có lịch chuyến bay rồi, mấy giờ đã đến sân bay rồi thì các bạn sẽ liên hệ qua những người mà đưa đón đi ra sân bay đó. Thì những người này họ thường thường là họ sẽ làm kiêm luôn cả công việc phiên dịch đó, họ có xe họ đưa đi đón về và họ kiêm luôn cả công việc phiên dịch. Các bạn hãy đặt lịch với họ trước, chẳng hạn như mấy giờ tôi sẽ đến đó và coi như bạn ra đón tôi và phiên dịch giúp tôi. Và với cái trong cái vấn đề đó các bạn hỏi luôn về vấn đề là kinh nghiệm, bởi vì những người họ ra sân bay liên tục thì họ sẽ có kinh nghiệm. Hỏi luôn kinh nghiệm của họ là coi như là vấn đề là hải quan Canada thường hỏi những câu hỏi gì và mình trả lên trả lời như nào cho nó ok. Đó là về bên phía Canada. Còn bên về bên phía Việt Nam, mình cũng biết rằng rất nhiều bạn đã chia sẻ trên các góp ở Canada, chẳng hạn như định cư ở Canada, hội du học sinh ở Toronto, rồi thì nhóm nấu ăn, tất cả các hội nhóm ở trên đó. Rất rất nhiều bạn đã chia sẻ rằng là các bạn khi đi ra sân bay Tân Sơn Nhất đều bị hải quan làm khó dễ không cho bay và đều phải mất, cứ đưa cho họ 1.000 đô thì có tương đương với 23 triệu Việt Nam đồng thì là ok, không có vấn đề gì xảy ra. Thì đây nó là một vấn nạn của đất nước Việt Nam, tức là hối lộ và tham nhũng. Điều này thì các bạn có nói đến đâu thì cũng không thể thay đổi được gì. Các bạn có kiện lên chính phủ thì có khi tai bay vạ gió, chính các bạn lại là người bị hại thêm, chứ còn chẳng ai can thiệp cho các bạn cả. Bởi vì cái thằng quan này ăn, nó lại đút lót cái thằng quan trên. Cứ như thế nó đút, nó hối lộ thằng từ thằng dưới lên thằng trên, chúng nó thành một cái dây chuyền. Cũng như người ta nói rằng là cái nhà nó dột dột từ lóc trở xuống. Cái thằng quan to ở trên cùng nó cũng ăn, thì thằng quan dưới nó cũng ăn thôi. Đó, làm sao mà bảo được nhau. Đó, tất cả chúng nó đều là một ruột như vậy. Khổ là khổ người dân thôi. Cho nên là các bạn có kiện cáo, các bạn có làm gì chỉ phí thời gian vô ích. Đấy, cho nên là những người đấu tranh vì tự do, vì dân chủ, vì nhân quyền, vì cái tiếng nói của lòng mình nói nên sự thật để mang quyền lợi cho dân chẳng hạn, thì các bạn cũng chỉ vào tù mà thôi. Cái chế độ cộng sản nó sụp đi thì chỉ lúc nào mà tự họ đấu đá nhau và làm sụp đi. Còn thì những người mà muốn nói nên tiếng nói thật của lòng mình thì chỉ có thiệt, chỉ có vào tù. Chính như vậy mà mình mới nói rằng tại sao mình khuyến khích các bạn là lên định cư ở Canada nếu có cơ hội. Bằng bất cứ giá nào cũng lên định cư ở Canada, bởi vì Canada và các nước tư bản họ rất coi trọng cái nhân quyền, cái ngôn luận, chẳng hạn cái tự do ngôn luận, bạn thích nói gì thì nói, miễn sao điều đó nó là sự thật, không vu khống cho người khác là được. Đấy, chẳng hạn như là vấn đề hải quan ăn hối lộ bạn có thể đưa ra. Chẳng hạn như bên này, nếu các bạn đi ra ngoài đường mà các bạn bị vi phạm về giao thông, các bạn lái xe chẳng hạn, cảnh sát thổi phạt các bạn mà các bạn đưa tiền cho người ta thì ngay lập tức cảnh sát nó có máy ảnh ngay ở trên người, nó gắn camera trên người, nó quay cái hành động của các bạn và các bạn sẽ bị bắt vì cái tội coi như là hối lộ đó. Cảnh sát ở đây họ không nhận tiền, họ không ăn hối lộ như vậy. Và tất cả các quan chức, kể cả ngay một người mình ở ngay ở đây có một ông già người Tây rất là già, tầm 80 tuổi rồi. Nhưng ông ấy khi mình bị hỏng đường dây điện này, đường ống nước này, đường gì này, tất cả mọi thứ mình đều nhờ ông ấy. Ông ấy rất nhiệt tình và ông ấy làm rất giỏi. Thế thì coi như là mình thỉnh thoảng, mình ban đầu mình không hiểu, mình cứ đưa cho ông 50 đô, 30 đô. Ông ấy xua tay, ông ấy coi như là trợn mắt. Người ta không nhận hối lộ, người ta không quen những cái công việc đó.
coi như là cuộc sống ở Canada về Việt Nam hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy trên mình rất đồng tình với các bạn là đang tìm đường đến đất nước Canada bằng bất cứ hình thức nào, kể cả là vi phạm pháp luật, mình cũng vẫn ủng hộ các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn ở Việt Nam, các bạn khổ lắm rồi, khổ trên nhiều phương diện. Tôi không muốn nói về mặt kinh tế nhé, khổ về trên nhiều phương diện khác nhau, nhất là về cái nhân quyền. Còn về kinh tế thì người ta khổ cũng có thể chịu được, bởi vì khổ thì thời buổi ngày nay cũng kiểu gì cũng có ba bữa ăn. Trên là nhiều bạn tìm đến đất nước Canada theo con đường du lịch chẳng hạn. Tôi biết có nhiều bạn đi theo con đường này và nhân cơ hội đó để các bạn xin tị nạn chính trị. Thì đấy cũng là một con đường và tôi cũng nhiệt tình ủng hộ. Tôi không giống một số bạn ở Canada này đã có quốc tịch rồi, ra đều ta đây nói rằng, ơi, những người ít trình độ không biết tiếng Anh cái thứ, đến đây làm gì, đến đây chỉ làm gánh nặng cho cái đất nước Canada này thôi. Mình không có suy nghĩ đó và mình đồng cảm với những người Việt Nam của mình, những người cùng máu đỏ da vàng của mình, họ bởi vì họ đang phải chịu những rất là nhiều áp lực từ mọi phía chứ không phải là từ một phía. Ngay cả việc họ đi đến đến đây bằng bất kể con đường nào, họ đã phải coi như rất khổ sở bởi vì đủ các loại người thi nhau vào coi như là kiểu như người ta gọi là sâu xé lấy con mồi đó, chẳng hạn như là các công ty môi giới, sau lại ra đến đến khi làm xong những cái vấn đề đó rồi lại ra đến hải quan, đủ các kiểu trên đời mà chưa hết đâu, còn nhiều vấn đề khác nữa lắm. Vâng, trong video hôm nay mình chia sẻ cái vấn đề này rất thật lòng và mong rằng những bạn chuẩn bị có những cuộc hành trình tới đất nước Canada thì hãy chuẩn bị cho mình thật tốt cái những câu hỏi mà hải quan của Canada sẽ đưa ra để trả lời cho tốt, để nhập cảnh được vào một cách an toàn. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi thắc mắc các bạn xin gửi về email hoặc số điện thoại mình đã ghim ở phần giới thiệu kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.